sao số nó vất vả quá. Con đi tôn nhang đi, làm ăn mới được khăng khăng. Tôn nhang nhà vua nhà vàng đi, làm ăn mới có lộc quan, không thì bao nhiêu lộc thì tiền của chú ăn. Ôi đồ ơi, hôm nay ông từ Hải Dương ông ở đền Kép Bạc, đền to phủ lớn, ông về đây ông mừng cho con cháu dạ. Nhà mình vui quá, ôi trời vui quá là vui quá, vui quá, ban lộc ban tài cho cháu con, cho các con họ Nguyễn. Rồi ông sẽ bàn cho con những con bé vào trong vòng ngoài nhá. Con nào có tâm con thì có lộc nhà ngài nhá. Con tài làm ăn nhá. Thôi, ông sẽ bàn cho các con những con bé, con trai, con nàng dâu tặng dạy nhá. Con bé này, con bé xuân ngàn đấy. Con bé này, con bé xuân ngàn lắm lộc về ông này. Con bé này lắm lộc về ông. Hôm nay ông về ông chứng cho con cháu hầu nghệ ngọt ngà rất mạnh như người nên sao ông bà ta về chú Yên rồi. Còn ông là ông Phan Đại, ông về đây ông chứng cho con cháu tại gia. Cho con bé làm dâu họ Lèo ngày ngày cũng kêu tới ông nhá. Ngày ngày cũng về ông uống nước uống chè có nghề trong tay. Dạ. Ôi giời, vui quá là vui ông nha. Thế mà các con cháu này, con nhớ con bé này cho các con sinh con đẻ ra làm nên cả nhà gia sự nhá. Đi về xa đi xa về mười nhá, con gái con rể nhá, con trai nàng dâu nhá. Vâng. Ông ơi, ông về, ông về đấy, ông về đấy. Ông về chơi đâu ơi. Con bây giờ mới về. Ông về nhá. Ông về đâu. Ông về. Ông lại nữa. Ông về nhá. Ông nắn lại đó, con cháu này nó bây giờ đến đâu. Con nào biết lấy cho ông thì con ấy có lộc có tài. Các con cháu họ Nguyễn nhá, đây là đất khách quê người nhá. Cha mẹ về Chí Tiên hết rồi nhá. Ông là ông Tam Đại nhá, làm thầy cao tay nhá, làm thầy bồ thỉnh cao tay về đền Kiếp Bạc nhá. Đền to phủ lớn hôm nay bay về đây nhá. Thầy về, ông về, dạ. Ông chứng tâm chứng quá. Ông về, ông về con cháu thế này cho các cháu nhá. Cho mọi ông bàn cho rồi vòng trong vòng ngoài. Con cho cháu để được bình an nhá. Có bé này con cháu khôn ngoan lắm nhưng mà không biết công quan nhé. Thật là vất vả. Thế là con cháu họ Nguyễn Ngọc Ngà này không là tài chè. Ông về ông hút thuốc mới uống chè thôi. Ông phải hút điếu thuốc lào. Thuốc lào mới không có thuốc lào rồi. Này mà hút thuốc này con nát cả thứ gì. Ờ ra. Con bé này là con bé tự ngàn. Ông phải xem thuốc lào đấy. Thuốc lào đấy. Ôi à. Ông về ông ban tài lại lộc cho nhé. Tài ra cứ thu nhập một mình nhé. Ta đình được linh hoa nhé. Tại ra có lộc ông cha để lại nhé. Con dâu Hồ Nguyễn thì cô bé này ngoan ngoãn. Thì tôi là không nói mấy đâu nhé. Thôi à, cha đang xuống trên đời ở đời con biết tí hơn những đời nhau lên đó. Nhiều thế, thơm thế, ý rồi con ở đây cứ ngửi ông hút thôi. Ông từ đèn to phụ lớn về đấy. Ông về ông ban lộc cho các con cháu có đường giấy lâu rồi. Đúng rồi. Bây giờ ông mới được có ghế ngồi mà lên ngôi. Dạ. Ôi giời. Cháu nội cháu ngoại vòng trong vòng ngoài. Ông sẽ ban lộc ban tài cho hết. Con nào có tâm có đức thì ông sẽ cho kết quả như sau.
ban cho cô bé này đâu không khéo khôn ngoan, có mồm thì nói dẻo dang, đừng ấm miệng nói mà để hoang mang la đủ điều thật là vất vả gian nan. Ông bảo ban ông vất vê cho cửa. Ông dặn dò mà. Vâng, đấy là ông dặn. Ông từ Hải Dương. Đúng rồi. Qua đền Kiếp Bạc, ông đi ô tô, ba chiếc ô tô về đến đây. Đúng rồi. Đến Võ Hạ là ông đi xe máy cử ít vào. Ít nói nhưng mà hiền lành lắm, ông ạ. Các ông thầy này giỏi lắm. Dạ. Họ Nguyễn nhà ta bao nhiêu người vùi đắp mà đã có quan thầy này chứ như hoa mới nở. Dạ. Chẳng có chi cách trở đôi bên. Dạ. Cháu con trong ấm ngoài êm bây giờ mới được có tên nhà này. Dạ. Ông về ông có đủ gì xe che chở cho các con các cháu ăn mạnh khỏe bình an nhá. Cho con về cho phu quân của con là mát lòng hả, cầm cân này mà cầm cân cho người tiêm nhá. Dạ. Rồi mới được gặp chúa mẫu thần tiên. Ôi giờ này vẫn còn đầy người xem nữa. Ai lên cái trái tim để anh chấm vào đây nhỉ? Ở đây à? Đây bây giờ nó bây giờ chấm đâu nhỉ đây à? Ba cho nhân cái lăng lung thêm. Lăng đi cái thấy hồ lăng thử cái đi cá luôn. Thắm ơi. Nhân phải tặng kia là thấy cái đồ em không đâu đi cho chị đá cái đồ bờ. Hả? Đổ nước đi xem chị đá cái người. Sao lại đổ nước đi? Nước thằng đó bảo đi. Kia là đang làm việc. Vân Trần à đây. Cái đàn con này vứt ao bên này. Ồ, ăn chắc kè. Vứt mà tủ to rồi. To đầy mẹ. Qua tinh thu nhà ao đấy. Khăn bóng nhà ao ngay vô. Dạ, đàn của chị đàn của chị Ba đây là đây nữa xem ba ơi Bà thầy làm muộn thế. Bà thầy làm muộn đây. Bà thầy con đang làm. Bà làm muộn thế. Bà thầy làm muộn đây. À phải con làm đến sáng. Bà hôm nay đi làm ở đâu hả bà? Bà ở phòng ngân. À. Ừ, bà làm rượu ở ngoài phòng. Vâng.
Con chưa ngủ đấy nè này. Con chưa ngủ đấy này. Ừ, con ngủ đi nha. Con tăng để kiếm bên miền đây này. Con tăng để chúng con tăng để kiếm bên miền đây này. Cái gì đấy? Con tăng kiếm tiền mua kiếm bên miền đây này. Con đang kiếm tiền mua kiếm. Bên miền. Con mình ghê, con đang kiếm tiền mua kiếm đấy bà. Ghê không? Kiếm bên miền đây. Kiếm tức này này. Kiếm răng này này. Cháu ơi cháu vào này. Chúng là công du mà. Thank you.